Cũng trong sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phối hợp trong phòng chống COVID-19. Dự họp về phía Thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê. Về phía Thành phố Đà Nẵng có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong việc phòng chống COVID-19, nhắc lại sự kề vai sát cánh, chung tay giúp sức, hỗ trợ quý báu về nhân lực, vật lực của Đà Nẵng đã góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời trao đổi những khó khăn, thuận lợi, bài học kinh nghiệm và định hướng phòng chống COVID-19 trong thời gian đến. Chia sẻ với tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định, Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành, chung sức, phối hợp tích cực với Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống COVID-19. Với những sự tương đồng trong quản lý đô thị cùng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Yến tin tưởng Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có những biện pháp sâu sát, kịp thời, vững vàng vượt qua đại dịch. Trước tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng hiện nay đã cơ bản được kiểm soát, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, đây là kết quả đáng ghi nhận không chỉ đối với mỗi địa phương mà còn thể hiện sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh qua các đợt dịch. Bên cạnh trao đổi các kinh nghiệm phòng chống dịch, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng mong muốn Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong việc đưa ra các giải pháp khôi phục kinh tế xã hội thời gian đến. Dịp này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.